các con gây bất hòa trong nhân phủ? Vì giàu có chuyện gì mà chị em được đuổi nhau như vậy? Tiểu Phương, ai con rảnh quá hả? Dạ, tôi cũng đang tìm kiếm đi. Chị đang sơ sơ với tiền phúc của mình. Con nào dám cầm đồ quấy quá. Thưa cha mẹ, sao chỉ khi con định xé bất hạnh tỷ quả? Chị tự nghĩ nhân, tiếng xấu nó đồng xa. Võ tất thiên quá nước thầy nhà. Và chị đang có làm chuyện tác đó mẹ. Chị Dâu! Dạ! Tại sao con không lưu bút tích của Chiêu Quân Đồ Tượng? Đó chính là một mỹ nhân tân vân. Được rồi. Sao biết đi thiên?